mini em thử rồi. Em thấy đeo cái dây silicone này lên nó vẫn là mượt mà nhất so với cái mặt. Còn đeo dây thép thì phải những cái bản đầu to như thế này, mặt to như này đeo đeo dây thép nó mới hợp ạ. Em cũng đang đặt dây thép size 38 về đây nhưng mà chưa chưa thấy hãng báo gì, chưa thấy bên nhà bán đồng hồ bán gì cả. Báo gì cả. Bên hãng sản xuất đấy người ta chưa chưa người ta chưa tương tác lại. Người ta bảo khi nào có hàng người ta sẽ báo, thậm chí là em còn đang đặt cái màu hồng về cơ. Em thích cái màu hồng nhưng mà người ta bảo hãng đấy chưa sản xuất. Đó, cái tùy từng dòng nha, ví dụ H10 Pro nó cũng không có những cái dòng xịn xịn nên nó lại không có cái màu theo ý mình đâu, nó cũng không có màu vàng gold đâu, nó chỉ có 3 màu như này. H10 Pro cũng chỉ có một màu đen với một màu bạc thôi. Có cho em đeo màu hồng. Chị ơi mua đồng hồ có tặng sim không? Chị ơi những cái dòng đồng hồ định vị trẻ em đây nó gắn sim thì mình tự mua sim giúp em nhá. Chơi game được không? Có mẫu có chơi game. Ví dụ H10 với H9 Pro, H10 Ultra này là có game nhá. Còn đâu những cái khác là những cái nhỏ nhỏ ấy là không có game đâu. Có những cái dòng nó chỉ có 199.000 như T800 Pro này này. Nó chỉ có 199.000 thôi mà một trải nghiệm một cái phiên bản series 8 nó rất là đẹp, mọi người có thể tham khảo. Nó không không phải là tất cả đều là dòng đắt tiền đâu, cái những cái dòng này các bạn cứ kiêng nước được thì rất là bền. Rất là ok. Em ơi cái dây màu hồng là em cho em cái màu hồng là hồng của trẻ em hay là hồng của nữ đây? Hồng của nữ thì em chọn cái T700 Pro này này. Viền thép bóng cho chị này, rất là đẹp, có 195 ngàn thôi. Được chưa ạ? Mọi người ấy, bây giờ mua mua bán mua sắm thông minh, mọi người cứ xem chỗ nào ấy, like thật sâu thật các tính năng ra, rồi nhận diện các góc cạnh sản phẩm ra ok thì tư vấn nhiệt tình thì mọi người mua, nhận hàng được kiểm tra hàng thì mọi người mua. Mọi người nhớ follow em nhá, follow em đi ạ, thả tim follow em để hôm sau em like, mọi người sẽ nhận được cái giá tốt và sẽ có nhiều mã giảm giá cho mọi người ạ. H10 mini ạ, à, H10 mini cực kỳ đẹp, cực kỳ hot luôn. Chị ơi lấy đồng hồ trẻ em rồi mà lắp sim ở đâu em không thấy. Em không biết chỉnh giờ nhá. Thứ nhất là mọi người không chịu đọc giấy hướng dẫn, thật sự luôn ý, thật sự buồn mà mọi người đã gửi giấy hướng dẫn mọi người không đặt, không đọc luôn. Đây ạ, để em chỉ cho mọi người nhá. Cái đồng hồ nào nó cũng có giấy hướng dẫn cả nhưng mà chị nào gọi cho em cũng cũng là chưa đọc cái tải cái app này cho em. Thứ nhất trong giấy hướng dẫn em đều nói là đồng hồ là phải thứ nhất phải có sim 3G, tắt máy, lắp sim xong tắt máy khởi động lại và vào đây cài đặt cho em. Vào đây cài đặt thì làm sao? Cài đặt ngày giờ trên này cho em này. Cái này là em đã đăng ký rồi. Đây, em đang đăng ký với con i92 đây, mọi người nhìn không ạ? Đây em cho mọi người xem luôn nhá, đồng hồ định vị trẻ em này. Đây, từng bước một, ví dụ chị tạo một cái tài khoản trên SeaTracker này. Chị đăng nhập vào xong là chị quét cái mã này. Quét cái mã ở bên này có video, chị ơi chat với em đi, em gửi video cho chị luôn. Cái này đã định vị được nha, nó sẽ báo này. Đây, em ở đây nó sẽ báo ở đây, được chưa ạ? Báo vị trí đây nhá. Sau đấy thì mình lưu danh bạ, ngày giờ chị cài đây cho em này. Ngày giờ chị vào đây cho em, mục gì ạ? Chọn múi giờ cho em này. Chọn múi giờ gì ạ? Múi giờ mặc định của Việt Nam mình là GMT cộng 7 cho em. Bấm chắc chắn vào đây là được rồi, chị Ngọc Huyền nhá. Chị chat Zalo đi, quên chị chat Zalo đi, em sẽ gửi video cho chị. Được không ạ? Nó có rất đơn giản thôi, xong là cài đặt danh bạ thì chị bấm vào danh bạ ở đây, nhập danh bạ vào đây. Sau đấy thì tham khảo các tính năng về gọi đây này, gọi SOS này, hay là chế độ vô hiệu hóa lớp học này, máy ảnh từ xa này, giọng nói là cái mục chính là gọi cuộc gọi bí mật từ xa cho em, được chưa ạ? Chị cứ chat thì em gửi video chị làm theo nó là dễ nhất. Chứ còn để mà nói này cũng không hình dung được thật, đọc giấy hướng dẫn thì từng bước một thì nói là nó cũng khó hiểu. Nhưng mà nhất thiết phải có sim 3G cho em nhá, lắp lắp sim xong phải tắt máy khởi động lại thì nó nhận sim cho em đã. Anh xem mã số 07, anh đợi em một chút ạ. Đồng hồ định vị i92 mọi người nhá, nên mua. Mình nói thật nên mua luôn. Bởi vì pin bền được 2 3 ngày và gọi âm thanh rất là to. Âm thanh to này rồi thì kết nối ok ổn định. 6 mã số 07 Ultra đây anh ơi.
Ultra đây ạ, đẳng cấp, đẳng cấp. Mã 07 là size 45. Size 45 là size full viền cho em nhá. Còn đâu size trong mặt này, size 44 này. H10 có bản thép em ơi. Đây, H10 Pro đây, H10 Ultra đây, đều có kết nối với bản thép. Cái bản dây gốc của nó thì không có thép đâu. Ví dụ H10 Ultra là bản dây gốc của nó có một màu mặt này thôi và một cái dây gốc này thôi, nhưng mà shop tặng thêm một cái dây thép này 695. Tặng thêm một dây thép thì khi sẽ các bạn chọn thì sẽ có thể chọn được màu vàng đồng, màu đỏ, đen sọc đỏ như này. Được chưa ạ? Thì là mình tùy mình chọn. Còn H10 Pro cũng thế, mình ví dụ mình chọn màu đen thì mặt màu đen mình có thể lấy dây thép màu đen, đen tuyền á. Đen tuyền đâu nhỉ? Cái dây thép màu đen đâu nhỉ? Đây, cái dây thép màu đen tuyền đi với cái mặt đen, hoặc là dây thép màu đen sọc đỏ đi với cái mặt đen nó cũng rất là đẹp. Còn cái màu bạc này thì mọi người nên nhá. Nên lấy cái dây bạc này cho nó đồng bộ này. Y92 chụp ảnh thoải mái Yến Yến ơi. Cái màu vàng đang quay đây ạ. H9 Pro cho em. H10 Pro thì là thiết kế nó cũng giống H9 Pro, nó nâng cấp hơn cái series nhá, series 8. Còn H9 Pro là series 7 ạ. Đây ạ. Cái màu vàng đang quay nó gọi là H9 Pro. Màn hình gì Super AMOLED cho em này, có lẫy chốt cái dây an toàn. H9 có dây thép anh ơi, đây cái bản này 619 này, anh chọn vào cái mục hàng ấy, anh chọn cái mục dây thép cho em 619.000, anh nhận về 2 dây. Một dây silicone với lại một dây thép để cho em nhá. Tùy chọn màu, màu vàng đồng hoặc là màu đen hoặc màu bạc tùy anh. Ví dụ cái dây cũng như H10 thôi, anh chọn cái loại mặt màu bạc thì đi với dây màu bạc, cái mặt màu đen thì đi với dây đen sọc đỏ hoặc là dây đen. Còn mặt màu vàng thì anh kết hợp với cái dây vàng đồng này. Đây anh nhìn dây này, đồng bộ với mặt luôn nhá, đồng bộ màu với mặt luôn, rất là đẹp. Cái chị bên trái chị vừa cầm nó là dòng đẳng cấp nhất hiện tại đấy. H10 Pro cho chị nhá. H10 Pro này, titan nguyên khối, loa vòm loa cực kỳ đỉnh, không con nào quá vượt qua được con này về cái độ loa đâu. H10 Ultra, còn đây là H10 Pro. Xin lỗi nhá. Size này là size 45 anh ạ. Kích thước full mặt là 45, còn mặt trong nó là 44. Gọi là size 44 45 cho em. Gần full viền luôn. Q12 đợi em tí chị Hoài Trần ơi. Đó, đây cái mặt sau của con H10 Ultra nó phải như thế này mới hàng loại 1 nhá, có lẫy chốt dây an toàn này. Còn HK10 Ultra nó có một bản nữa, 299.000 cho em thôi, nó giống nhau dã man chưa? Giống nhau, cực kỳ giống nhau luôn mọi người nhá. Mà một bản 695, một bản 299. Đó, mọi người cẩn thận không, bên ngoài á các shop khác là toàn bán cái này là H10 Ultra này. Hình thức thì nó na ná như nhau, mọi người tưởng nhầm, nhưng mà cầm hai con lên sẽ biết nó khác. Con này thì nó không có cài mật khẩu. Một dòng trải nghiệm cũng rất là đẹp, 299.000 thôi. Đó, là có đầy đủ kết nối đồng bộ danh bạ để nghe gọi, nhận mọi thông báo cho em. Còn H10 Ultra thì nó có thêm cài đặt được mật khẩu, có úp tay tối màn hình, có tính năng có chế độ rung cho em, có thanh đa nhiệm, còn cái này không có. Ok chưa ạ? H10 có báo Zlo không? H10 Pro ạ, hay H10 Ultra ạ? H10 Mini có báo ạ. Đây, Q12 đây chị ơi, Q12 đây nhá. Q12 đây ạ. Q12 Pro thì nó có cái khe gắn sim đây, mình gắn sim vào đây cho em, gắn sim xong nhớ tắt máy khởi động lại cho em nhá. Tắt máy khởi động lại cho em thì nó sẽ định vị được, nó nhận sim mũi tên hai chiều thì lúc đấy mình kết nối mình định vị được cho em ạ. Được chưa ạ? Em chỉ còn trên live, em chỉ còn mỗi gần 20 đơn nữa thôi mọi người, tranh thủ nhá. Tại vì shop em vẫn chưa được mở giới hạn đơn, vẫn chỉ có 100 đơn một ngày. To không chị? Huỳnh Phượng, cái này to không ạ? Không. Cái này size này học sinh cấp 1 đeo này. Nó có nhiều nấc cài đây, cái nấc dây cài nó vào tít ở trong này em này, không phải sợ to. Không sợ to luôn. Còn nếu em thích nhỏ thì em mua cái Q20 này đi. Q20 này, size nhỏ này. Đây nó nhỏ xíu thôi, nhưng mà cái này thì các bạn trẻ em ấy là phải kiêng nước nhá, bởi vì cái size này, cái loại này nó lắp sim ở bên dưới này. Lắp sim bên dưới và không có chống nước đâu. Tắt kiểu gì à? H10 mini chị ơi, chị Yến ơi, H10 mini này có thông báo Zlo. H10 mini nữ có thông báo Zlo nhá. Còn H10 Ultra với H10 Pro kia nó không có thông báo Zlo đâu ạ.
cái dòng càng cao cấp sao nó lại không 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 hiểu sao nó lại không có Gen Lo. Người lớn kết nối headphone thì đây anh ơi, tất cả chị ơi, tất cả đây, tất cả đồng hồ này đều kết nối headphone cho em. Q12 tắt đây chị này, đây ấn giữ nút nguồn 3 giây tắt bài, ok chưa ạ? Mở thì lại ấn giữ nút nguồn 3 giây. Mà cái nút này ấy, khi mà mình cài đặt xong, nó chính là cái nút gọi SOS cho em nhá. Ấn nút này thì nó sẽ gọi đến cái số mình cài đặt SOS. Bố là dự, nếu mà bố mà không nghe máy thì nó tự động nó chuyển cuộc gọi sang mẹ luôn. Đó, lắp thẻ SIM thì đây, mình nhớ lắp theo cái hình chiều này cho em nhá. Cái mũi, cái này này, đồng hồ nào cũng sẽ hướng dẫn cái cách lắp SIM. Ví dụ cái SIM này thì mình ngửa lên, mình quay cái đầu vát ra ngoài, lắp đúng cái chiều như này cho em, đó thì nó mới nhận nhá. Chứ hôm nay em thực sự em rất buồn cái đồng hồ này á, có chị về lắp SIM, thứ nhất là SIM không có 3G, thứ hai nữa là lắp không đúng chiều, xong khởi động lên nó không nhận, nhảy vào cho em một sao, ok. Xong đến lúc em hướng dẫn cài đặt được rồi thì quay ra là không đánh giá, không sửa được đánh giá nữa, thì cất tất cả cái gì đấy em nói các chị rồi. Nhận hàng thì có cái gì không hiểu thì hỏi em sẽ hỗ trợ nhiệt tình, không dùng được em trả lại tiền luôn. Em đang cầm Q12 đấy ạ. Các chị đừng nóng vội đánh giá một sao nhá. Bởi vì là cái gì cũng thế, do mình không biết dùng thôi, chứ không phải do đồng hồ nó bị lỗi cả. Em có video rồi các chị chẳng chịu xem. Em hướng dẫn nhiệt tình bên em bán hàng là lỗi em đổi luôn. Chống nước ở mức độ rửa tay đi mưa bạn ơi. Kim Liên ơi, em vừa nhắn tin với chị là em thanh toán trước rồi nha. Chị cảm ơn, ok em nhá. Cái quay quay này nó là cái dòng H9 Pro anh ơi. Màn hình Super AMOLED. Minh Cảnh ơi, đẹp không? Đẹp không anh? Có nhá, phiên bản màu bạc thì anh kết hợp với dây màu bạc như thế này cho em. Còn cái phiên bản màu đen thì anh kết hợp với cái dây thép đen cho em. Ở đây cái giao diện của em nó chật, em không trưng bày tất cả các mẫu được. Nhưng mà ở trong giỏ hàng ấy là mọi người có thể chọn màu mình thích nhá. Chứ không phải là H9 Pro nhất thiết là phải chọn cái con màu này. Kim Liên ơi, em muốn lấy thêm màu hồng. Được rồi, tí chị chat với chị sẽ lấy dây màu hồng cho em, hoặc là tặng thêm dây thì chị sẽ liên hệ với em mà. Em đặt cái mã gì đấy? Có ứng dụng không em? Có ứng dụng chưa ạ? Tất cả đồng hồ này đều có ứng dụng hết nhá. Và khi nhận hàng là trong giấy gửi hàng là em đều có ứng dụng gửi cho mọi người. Tất tần tật có từng bước hướng dẫn cài đặt như thế nào, có ứng dụng như nào. H10, H9 Pro giá của bên em ấy. À đây, H9 đây. H9 Pro là màn hình Super AMOLED này. Nếu mà chị lấy cái bản chị, em ghim nhá, em ghim lên cho mọi người dễ xem này. H9 Pro đâu nhỉ? Đây, 559.000 đối với cái bản này. Cái bản mà có dây thường nó như thế này thôi. Còn đâu là 619 đối với cái bản dây thép ạ. Khi nhận về hai cái này đều có hai dây đây. Kích hoạt lên nó sẽ có chữ Hello, màn hình Super AMOLED cho em nhá. Có thanh đa nhiệm cho em này, có chống nước này. Lẫy cài dây an toàn đây. Lẫy cài dây là gì? Lẫy cài dây là khi các chị chốt này, chị kéo đi từ Nam vào Bắc nó cũng không rơi. Muốn mở ra thì phải ấn cái này thì mới kéo được dây ra, được không ạ? Đó chính là cái lẫy cài dây nhá. Lấy ảnh mình đại diện được đây này anh này, ảnh đại diện của em đây, khoe luôn nhan sắc chủ shop đây ạ, được chưa ạ? Đấy, ảnh đại diện đây. Mà những cái dòng xịn xịn này em nói thật nha, nó nét, cái ảnh nó nét tưng luôn, nó nét như Sony chứ nó không phải đây. H10 mini đây nét như Sony chứ nó không phải là cái dòng mờ mờ ảo ảo như dòng 100-200 đâu. Đẹp lắm. T700 màu hồng có viền vàng không? Đây, T700 đây em này. Viền như này đây, viền thép vàng bóng loáng đây, đẹp cực. Đó, nhưng mà cái dòng này nhá, lưu ý với em là khi mua về á, thứ nhất là em không được sạc pin quá thời gian, thứ hai nữa là không được để cho nó vào nước, bởi vì cái dòng này có 100 mấy thôi thì kiêng nước thì nó mới bền nhá. Nó chỉ chống nước ở mức độ ví dụ như là đi mưa nhỏ nhỏ nó bay vào thôi. H10 mini chị, vâng rồi, ok chị Kim Liên ơi, đặt H10 mini là bên em sẽ gọi điện thoại chốt đơn. Sẽ gọi điện thoại và chị lấy dây màu gì thì sáng mai bên em sẽ gọi xong là chị báo cho em lúc đấy luôn nhá. Tất cả những đơn mà từ 500.000 trở lên ấy, lấy hàng quà tặng ấy là bọn em đều liên hệ trước. Đều liên hệ cho khách hàng trước khi gửi đi. Mà lưu ý với em này, ai mà đặt đơn bên em ấy là em gọi thì cố gắng nghe máy. Bởi vì nếu như có những bạn đi học cả ngày không nghe máy á, xong thì shipper nó gọi thì nó giao hàng kiểu gì.
thì nhiều khi là em rất là khó, em không không dám gửi hàng đi, vì những cái hàng như này đóng gói như này nó giao đi xong lại hoàn về, nó tình trạng bom hàng nó nhiều, em mà không chốt được đơn là em không gửi hàng đi đâu, thật sự luôn ấy. Đây ạ, kết nối Zalo đây chị, đây chị, được chưa ạ? Có nhận full thông báo cho em nhá, từ Zalo, Facebook các thứ có đầy đủ luôn ạ. Đây này, cái con H9 Pro, cái giao diện, cái bản màu đen của nó đeo lên tay nữ cũng xinh lắm. Anh cài cho em với. Nếu mà tay chị nào mà to to một chút thì đeo con H9 Pro này đẹp lắm luôn. Bản dây con gái thì thực ra là em, sao con gái em không thích dây thép đâu. Con trai đeo dây thép thì thấy đẹp, con gái đeo dây silicone nó đẹp hơn. Đây, được chưa ạ? H9 Pro tay em đeo nhá. Nếu mà đeo cái bản mà sai... em vẫn đang bị rộng dây này, lẽ ra dây nó phải như thế này. Đó. Còn đây H10 mini đây. Hai bản size nó to khác nhau nhá. Ví dụ như các chị mà tay to tay nhỏ, các chị chọn theo ý thích của mình. Chưa ạ? 13 tin nhắn loát không kịp luôn. Sạc dưới 2 tiếng cho em nhá. Mini đấy có nhỏ quá không? Khác biệt ơi cái. Anh ơi, anh media ơi, nếu phát lại á thì là em sẽ không trả lời được anh như thế này đâu nhá, anh nhá. Có chống nước không? Có chống nước ạ. À, Dũng đẹp trai ơi, anh hỏi em không hiểu lắm. Bao lâu anh mua cho con em ơi? Cổ tay hơi nhỏ, H9 được, H9 được không? Đây, em 45 cân đây ạ. Đây. Được chưa ạ? Thì cái này nếu như mà ai tay vừa vừa đeo rất là xinh. Còn đâu là nếu mà muốn nhỏ nữa, cổ tay nhỏ chị đeo cái H10 mini này cho em này. À, anh Ngọc Anh ơi, bên em là có hai nick, em like cùng một lúc nhá anh nhá. Mẫu nam có chống nước không shop? Có ạ, mẫu nam những cái dòng H9, H10 này với H10 Ultra này nó có chống nước anh nhá. Nói chung là cổ tay nhỏ thì chị Huyền ơi, chị mua con H10 mini này cho em đi. Xinh cực kỳ luôn. H10 mini 3 màu anh ơi. 3 màu chị ơi. 3 màu này nhá, cực kỳ thời thượng luôn này. Giống hàng ao lắm. Em nói thật ý. Cài được mật khẩu cho em. Mà các chị mua này em sẽ tặng cho các chị thêm một bộ dây nữa. Thêm một bộ dây nữa để mà mình có thể mình kết hợp với trang phục ấy. Mã đang quay là H9 Pro chị ạ. Em đang ghim đấy. Em đang ghi H9 Pro đấy ạ. Đây, nó có hai phiên bản nhé. Bản đấy là bản dây thép, còn bản dây silicone em đang đeo đây này. Màn hình Super AMOLED cho em ạ. Được chưa ạ? Đó. Mọi người hỏi về cái H10 mini này nhiều lắm. Cài được mật khẩu này. Có thanh đa nhiệm này cho em này. Thanh đa nhiệm bấm nghe gọi trực tiếp ở trên này luôn. H10 mini Khánh Huyền ơi, 559.000 tặng một bộ dây. Ghim nhá, ghim, chị ghim nhá. Ghim lại H10 mini này. Rồi, ok, đã ghim. H10 mini đây, nó có 3 màu. Rất là xinh. Tặng thêm một bộ dây tùy mọi người chọn. Có dây trắng, dây đen, dây đỏ đô, dây màu xanh than, xanh rêu các kiểu luôn. Size 38 mặt, size tổng viền là 41 ạ. Q528 đây. Q528 thì là cái bản nó có màu xanh, màu hồng với lại màu cam em nhá. Này. Đây. Nút nguồn khởi động của nó bên này. Bây giờ live sáng giờ còn đó. Đấy là Q528 nhá. Q528 nó có một cái ưu thế là gì? Thứ nhất, nó là cái bản mà đồng hồ định vị GPS, cho nên GPS của nó khá chuẩn. Thứ hai nữa là cái thiết kế của nó không quá màu mè ở cái phần dây á. Như thế này thì đeo lên nó rất là đẹp. Huỳnh Phượng nhá. Size này, size kích thước mặt của nó là 45 đấy. Nhưng mà cái dây của trẻ con ấy, yên tâm là nó thiết kế nó đeo vào tận sâu bên trong được, nó sâu nó xít tít lên trên này thì bé tay mấy nhỏ mấy cũng đeo được. Còn nếu mà muốn nhỏ hơn thì lấy con Q20 này size nhỏ hơn. Mua là tặng một dây thép đúng không? Thì ví dụ như là tùy mã, như cái dây H10 mini này chỉ có dây silicone thôi, không có dây thép ạ.
Chỉ có dây silicone thôi. Bản to hơn đây ạ, bản to hơn đây, H9 Pro này, H10 Pro anh Hải ơi. Anh Hải nếu mà con trai em mạnh dạn nhá, mạnh dạn khuyến nghị nhá. H10 Ultra và H10 Pro, H9 Pro, cứ thế ba mã này đeo cho em nếu là con trai ạ. Q20 em ơi, cái Q20 kích thước nhỏ thì em phải bảo bé là kiêng nước nhá Phượng nhá. Bởi vì là cái mã Q20 này nó size nhỏ này, nó lắp sim ở bên dưới đáy đồng hồ nhá, không phải lắp sim bên hông đâu. Lắp sim dưới đáy đồng hồ, lật cái cục pin lên nó có cái G ấy. Chị sẽ gửi video cho em nhá. Nhận hàng thì chat Zlo với chị gửi video. Thì làm theo video cho chị là được. Kim Ngân ơi, thấy comment em không? Chị bây giờ chị mới đọc thấy này. Tay mình nhỏ. Vâng, anh Duy Hải ơi, tay mình nhỏ, ví dụ như là tay em đây. 45 cân đây ạ, tay nhỏ, rất nhỏ thôi. Em đeo cái H9 Pro đây này. Đó, ví dụ như tay con trai thì anh có thể ví dụ là tay nhỏ quá thì mình có thể trải nghiệm cái H10 Pro. H10 Pro đây. H9 Pro đây ạ. Anh ơi, mẫu con trai này, mẫu con trai 3 mẫu này cho em mà 3 mẫu, cứ 3 mẫu này mà mua cho em nhá. Thứ nhất là nếu như anh thích cái màn hình giao diện của nó cá tính một tí thì anh chọn H10 Pro, H10 Ultra này cho em. Titan nguyên khối, cực kỳ đẳng cấp, vòm loa to đùng, hiện chưa có con nào loa vượt qua con này đâu ạ. Dũng đẹp trai ơi, tài khoản của anh chắc nó bị khóa rồi, anh đổi tài khoản khác hoặc mượn tài khoản khác hoặc là inbox cho em, mai em gửi riêng. Eco E3S em hết sạch màu xanh luôn, là cháy hàng luôn rồi anh ạ. Đó, H10 Pro này nhá bạn nhá. Hoặc là đây H10 Pro đây, hoặc là H10 Ultra. H10 Ultra thì thiết kế nó như thế này, viền thép, nếu như tùy bạn thích, ví dụ thích cá tính như H10 Ultra thì lấy Ultra. Còn không thì lấy H10 Pro này này, hai con đều có tính năng là chuẩn là series 8, đều có thanh đa nhiệm, đều có cài mặt khẩu và đều chống nước rất tốt, độ bền pin 2 đến 3 ngày. H10 mini có chống nước, rửa tay đi mưa thoải mái. Ngọc Sơn ơi, gọi xong shop có về gọi về xác nhận đơn đâu không? Thì đối với cái những đơn hàng mà 500.000 trở lên em mới gọi anh ơi. Còn những đơn hàng mà đặt những cái đồng hồ mấy trăm, 200, 300 này em cứ thế em gửi đi thôi. Mẫu nào cho nữ đây chị Nguyễn ơi, chị Siên Nguyễn ơi. Nữ cứ đeo cái H10 mini này cho em, hoặc là nếu mà chị muốn rẻ thì chị đeo những cái mẫu T800 Pro 200.000 này. Hoặc là nếu mà muốn mà bền một chút, chống nước một chút thì chị đeo cái H10 mini cho em. Tất cả những cái dòng giá rẻ nó cũng đã đều cài được mặt màn hình nền nhá. Đều có tính năng là nhắn tin, nghe gọi đầy đủ hết. Nhận mọi thông báo, Zlo, Facebook, ok. Đây còn nếu mà mua cái dòng mà 559.000 ấy, tặng một bộ dây nữa thì chị lấy cái H10 mini này cho em này. Mọi người mua hàng bên em thì yên tâm là bên em sẽ hỗ trợ nhiệt tình luôn. Cài đặt được xong thì thôi ạ. Sâu trên live mọi người hỏi cái gì em tư vấn đầy đủ. Được xem hàng trước nhá chị nhá. Nếu mà cái tuyến nào mẫu K320 là giống T8 Pro thôi em ơi, nó khác nhau về cái mặt đấy, nó cùng là series 8. Đây. Được xem hàng trước, ví dụ như tùy từng địa phương, hôm nay có một anh cũng không được xem hàng. Không được xem hàng bởi vì cái địa phương của anh ấy shipper chẳng hiểu khó tính thế nào ấy, thì em bảo là gọi cho shop cho xác nhận cho xem hàng là được. Đây, T800 Pro đây cũng là series 8. Cũng là series 8, có cái khác nhau là cái viền của nó ấy. Cái viền này là viền nhám. Còn cái viền của TK320 nó bóng như kiểu viền thép, bóng giống như con T700 Pro kia kìa. Cùng series 8 nhá. Nhưng mà nó giá nó rất rẻ. Con K320 này có 180.000 thôi. Đồng hồ lắp sim là đồng hồ định vị trẻ em mới có anh ạ. Đấy, K320 đây đầy đủ màu bạn nhá. Chỉ có 180.000 thôi. T800 Pro thì 199.000 cho mình. Rất là rẻ luôn. Cực kỳ rẻ mà series 8 đàng hoàng, mượt lắm. Full tính năng luôn. Q20 cài đặt định vị kiểu gì chị ơi, sẽ có cái giấy hướng dẫn cho chị. Chị cần tải một cái app thôi. Tải một cái app C-Tracker thôi. Sau đấy là chị cài đặt, quét mã, cài đặt lên là được ạ. Đây tay em đang đeo nhá, hai bản nhá. Hai bản là một bản H10 mini, một bản là H9 Pro cho em. Một cái là size 38-41, một cái là size 44-45. Đây ạ. Đó. Chị ạ. Chị Hoài Trần ấy, có giấy hướng dẫn, có video đầy đủ luôn. Khi nhận hàng mọi người sẽ có một cái giấy hướng dẫn là đến cái đường link này, đến cái kênh này để xem video.
Duy Hải hướng dẫn sử dụng H10 mini đi. Ok ạ. H10 mini của em có 3 màu nhá, em hướng dẫn trên một con thôi. Đây ạ. Y92 với Q528 thì nó cái con Y92 nó chống nước tốt hơn với nó bền pin hơn chị ạ. Còn con Q528 thì nó lại có lợi thế là nó định vị GPS. Cái đời đầu ấy, nó dòng ra từ đời đầu rồi, lâu lắm rồi. Còn Y92 là vừa mới ra năm vừa rồi ạ. Đó. Full hộp T700 Pro Max. Anh lấy cho em một cái hộp. Hộp T700 Pro. Ở trên kia cái hộp bóc vỏ ra rồi ạ. Tay H10 mini đây bạn nhá, Hải nhá. Thì khi mà mình nhận về á, nó chưa cài đặt gì thì bạn đây. Bạn bật cái chữ chỗ này lên cho mình nhá. Tìm đến cái mục tiếng Việt ý. Đây. Bấm tất cả vào cái bánh răng này cho mình này. Đó, cài đặt ngôn ngữ, cài đặt các thứ mật khẩu ở trong này hết cho mình nhá. Sau đấy là gì? Sau đấy là bạn đây, cài đặt ngôn ngữ, cài đặt mật khẩu các thứ ở trong này. Sau đấy là bạn bật cái này lên. Bật Bluetooth lên. Đó, để đồng bộ âm thanh sang. Và thứ hai nữa, bạn tải cái đưa điện thoại cho em. Ok Yến. Anh đưa điện thoại em hướng dẫn khách cài cái H10 mini đều cũng đều có video hết cho em nhá. Đều có video hết cho em cả nhà nhá. Em rất ngại phải show cái điện thoại ra bởi vì cái điện thoại nó có tin báo đến là em bị khóa line đấy. Đó, xong tải cái ứng dụng này WeFit Pro này. Sau đấy là kết nối thôi. Bấm vào đây là thêm mục, bấm vào cái chỗ thêm thiết bị này này. Cái này em kết nối rồi, mọi người bấm vào chỗ này là thêm thiết bị, nó sẽ kết nối với cái đồng hồ này. Sau đó là bấm ghép đôi và cài đặt hình nền ở đây. Các thứ đầy đủ luôn ạ. Đợi chị tí chị đeo nhá, đợi chị tí chị đeo Huỳnh Nhi ơi. Đó, cài hình nền, ví dụ hình nền của mình thì vuốt xuống đây. Bảo vệ ảnh riêng này, soạn thảo này. Đặt cái ảnh riêng của mình lên, chọn vị trí ưa thích, ok xong bấm lắp lên là xong. Ok chưa ạ? H10 có kháng nước anh ơi, H10 này, H10 mini, H9 Pro đều kháng nước, H10 Ultra đều kháng nước nhá. Đây cái dây sạc của nó như này mọi người nhá. Tất cả đồng hồ thông minh ở đây, đồng hồ kết nối Bluetooth đều sử dụng một loại dây sạc từ như này. Được chưa ạ? Đó, H10 mini như thế nhá Duy Hải nhá. Đây H10 Ultra này đeo cho bạn xem. H10 Ultra thì nó là cái bản mà các anh nam giới cực kỳ thích. Cực kỳ thích luôn. Sạc em không bán lẻ anh ạ. Cái sạc của con H10 Ultra này nó khó thế nào, nó khó tìm lắm. Nó khó bán lẻ, ai cũng hỏi thế này nhỉ. Nhưng mà cái sạc này nó bền mà sao anh mua lẻ làm gì ạ? Đeo mãi có thấy hỏng đâu. Cái này là tay em hơi nhỏ, tay con gái nó sẽ hơi nhỏ nhá mọi người nhá. Đeo dây thép này. Để em chốt thêm cái vòng nữa nào. Đây, ví dụ đây H10 Ultra đây. Em đeo lên tay H10 Ultra đây nhá cả nhà nhá. Đó, đẹp chưa ạ? Cái dây thép này đối với em nó hơi to. Tay em có 45 cân thôi. Đó, H10 Ultra thì nó dòng đẳng cấp rồi. Ví dụ đeo lên tay này, góc cạnh của nó này. Cực kỳ đẹp. Gọi là đẳng cấp đấy. Mình đặt hai cái mini. Dạ vâng ạ. Anh Duy Hải đặt hai cái mini. Anh ơi, check cho Duy Hải xem hai cái mini lên đơn chưa. H10 có lắp SIM gọi không? Không ạ chị ơi, cái đồng hồ này nó đồng bộ danh bạ, nó kết nối Bluetooth thôi chị ơi. Cái Q20 nhanh hết pin, không được một ngày, tối về mình sạc cho em nhá. Quang Võ ơi, cái T8 ấy, T800 Pro ấy là nó chống nước ở mức độ mưa rất là nhỏ cho chị này, rửa tay chị bắn lên cho không xối nước nhá. Còn cái dòng như những cái dòng này còn xối nước lên được, xong lau đi còn được, chứ còn T800 là chỉ nhỏ thôi, nước bắn lên thôi. Vì nó chỉ có dưới 200.000 thôi, mọi người cứ kháng nước cho mình tốt nhất có thể. Được chưa ạ? Huỳnh Nhi ơi, chị đeo cái H10 Ultra đây rồi nhá. Đó. Màu đen, Duy Hải đặt màu đen hay H10 mini anh thấy đơn chưa? Có đơn rồi Duy Hải ơi, xong đơn rồi nhá, chốt đơn. Ok em, sáng mai bên chị sẽ gọi xem là em lấy dây tặng màu gì chị sẽ tặng thêm nhá.
Không cầm điện thoại vẫn nghe gọi được chị. Không cầm điện thoại vẫn nghe gọi được. Cái khoảng cách của nó là 10 mét cho em. Đâu nhỉ cái lồng của nó đâu anh? Sạc từ hay sạc tự sạc từ anh ơi, đây. Tất cả những đồng hồ này dòng mấy trăm này đều là sạc từ cho em nhá, chỉ có cái T700S là sạc 500 thôi. Sạc từ nó như này này mọi người này. Đó. Nó hút vào như này. Mà cái Ultra này nhá, nó không phải là cái dây, nó giống như này thôi chứ nó mỗi một loại nó một dây riêng nhá. Ví dụ cái bản nó sẽ to hơn, lực hút của nó tốt hơn. Ví dụ như thế, sạc đẩy đặt vào như này là được thôi. Tất cả những cái dòng đồng hồ thông minh này sạc nó đều là sạc thông minh. Tên nó là đồng hồ thông minh, sạc nó cũng sẽ rất là thông minh. Không phải cắm cài gì đâu ạ. Đặt vào là sạc thôi. Và mọi người dùng đồng hồ thông minh ấy, mọi người cũng phải chăm sóc nó. Ví dụ như mọi người không được sạc quá 2 giờ nhá. Không sạc qua đêm. Sạc qua đêm nó nóng máy, nó nổ máy, nó chai pin ra đấy. Với lại là không được dùng cái củ sạc nhanh của điện thoại cho em đâu. Dùng củ sạc nhanh đấy nó chỉ dùng lâu là nó chỉ vài được vài tháng nó phồng pin thôi. Vì nó nóng máy nhiều mà. Mình sử dụng cái củ sạc 5V cho em thôi là được nhá. Của bền tại người, mọi người cứ dùng cẩn thận nhất có thể cho em đi. Như em đeo này, em nói thật ngày nào em leo, ngày nào em cũng đeo em like mà. Cái con của em nó còn mới tinh như thế này. Em giữ lắm. Sạc từ anh nhá. T700 Pro đi shop để xem chốt đơn đây. Bạn muốn màu gì? À hộp T700 Pro đâu đứa đây. Đây là T800. Cái hộp T trên kia, cái hộp màu xanh xanh kìa. Lấy cho em cái vỏ hộp thôi. Hoặc lấy hộp mới tinh ra đây cho em. Đấy là T700S. Đấy T700 Pro đây. T700 Pro viền thép nha em nhá. Bóng loáng cho chị luôn. Đấy, nó có ba, có tất cả nhiều màu cho chị này, màu đen này, màu hồng này, màu trắng này, màu xanh rêu, bốn màu như thế. Mà em thích màu đỏ đô cũng có nhá, bọn đỏ đô là sẽ được thay cái bản giống như này này, T800 Pro này. Đó. Sạc từ pin phòng được không chị? Sạc từ pin phòng là cái gì hả em? Con màu cam H10. Con màu cam này nó gọi là H10 HK10 Ultra. Đây T700 Pro hộp của nó đây nhá em nhá. Nói chung là mua hàng bên chị đừng có nghĩ là T700 Pro hết màu đen, ngày mai mới về ạ. Tối mai like là có anh nhá. Đeo rồi. Đó. Mua hàng bên chị đừng có nghĩ là không có vỏ hộp với lại gửi sai hàng, không có chuyện đấy đâu. Chị nói thật. Bên chị là làm ăn nhá, không có sai. Bán hàng nó phải là ví dụ bán cho mọi người, xong mọi người còn giới thiệu khách cho, chứ không kiểu là ruột một đằng hộp một nẻo đâu. Ví dụ H10 Pro đây, nó phải là chuẩn như thế này. Đây, trong bộ mọi người sẽ nhận được cái gì. Ví dụ tặng dây là sẽ bỏ dây vào. Chuẩn size series 8 này, chuẩn size bao nhiêu đấy, nó có ghi đầy đủ hết. Trong hộp có dây sạc cài đặt như này. Đấy, đầy đủ như này. Đấy, chứ không có kiểu là ruột một đằng mà vỏ một nẻo đâu. Cho nên mọi người không cần phải hỏi shop là cái vỏ như thế nào. Đức ơi, máy tàu hay sao? Vâng, máy tàu đấy ạ. Được chưa ạ? Vừa ý anh chưa? Không, anh đi mua cái dòng mười mấy triệu mà đeo nhá. Tặng thêm quai không? Ví dụ anh mua mã nào để được tặng thêm quai? Ví dụ anh mua cái H10 mini, H10 Pro, H10 Ultra thì sẽ được tặng tặng quai, tặng dây ạ. Còn ví dụ như những cái mã mà 200.000 mấy, 100 mấy là em không tặng được, bởi vì cái dây của nó đã bán 30.000 rồi. Rất rất nhiều mã, ví dụ con trai các anh này cứ đeo H9 Pro, H10 Pro, H10 Ultra, H9 Pro cho em. Cái đang xoay là H9 Pro chị ơi, H9 Pro này. H9 Pro có hai phiên bản cho em nhá, chị có thể lấy cái dây silicone này em vừa đeo đấy, dây silicone nhá. Thì nó chỉ có 559.000 thôi. Còn đâu là nếu như mà chị lấy cái bản dây thép này là 619. Nếu có dây thép bán riêng ấy, dây thép bán riêng là nó là 75.000 rồi. Nếu mua kết hợp như này nó chỉ có 40 mấy ngàn một cái dây thép thôi. H10 Ultra, vâng đợi em tí. Nguyễn Anh Tuấn ơi, H là cái con đang xoay đây.
H9 Pro đây là bản này là giá 559.000 đối với cái bản dây silicon, nhận về là sẽ tặng một bộ dây nữa. Còn đâu H10 máy một cái dây thép mà tùy anh chọn nhé. Ví dụ mặt màu vàng thì anh lấy dây thép màu vàng, mặt màu đen thì anh lấy dây đen sọc đỏ hoặc là dây thép đen. Còn mặt màu bạc thì anh lấy cái dây màu bạc như này này, màu bạc mới có dây thép màu bạc về nó cực kỳ đẹp ạ. Đó, đây là H10 Pro ạ, đi với dây thép bạc cực kỳ đẹp luôn. Em không có GS7 anh ơi, Nghĩa ơi em không có ạ. Đó, thấy được chưa ạ? Bảy trăm Pro không lắp được quay sắt em ạ, Ngọc Sơn ạ. Lắp quay sắt nó bị to ấy, mặc dù là nó thông số nó cùng size 4244 nhưng mà cái chốt này nó bị dày lắm, không vừa luôn. Ultra giá 695.000 tặng một bộ dây thép chị ơi, chị gái ơi, đây ạ. À anh Tuấn ơi, em nhầm nhá, sorry anh. Đây ạ, một bộ dây gốc của nó như này, mặt như này đây, 695.000 nhận về một bộ dây này và một bộ dây thép tùy anh chọn nhá. Có 4 màu dây cho em này, dây đen sọc đỏ này, dây vàng này, dây bạc này và một dây đen tuyền nữa, như thế này 4 màu dây tùy anh chọn dây cho em. Bảo ơi, cái này không có chụp ảnh đâu, cái này chỉ là kết nối ảnh với ảnh nền thôi, không có máy ảnh đâu em ạ. Con H10 Ultra này tính năng nó cực kỳ hiện đại, đẹp dã man luôn đấy ạ. Đây này, cái loa của nó thì to nhất có thể trong các dòng đồng hồ thông minh. Thiết kế viền titan nguyên khối cực kỳ đẹp, có lẫy chốt cài dây an toàn cho em nhá. Đấy, cái hàng chuẩn nó phải như thế này ạ. Đây, thanh đa nhiệm của nó này, tính năng này, có cả chơi game, có cả định vị. Định vị đây, định vị vị trí của nó đây. Mua nào giao chị em ở tỉnh nào, có máy tính này, có chơi game, giải trí. Đó, game đây. H10 Ultra màu vàng ngon nhé bạn. Vâng, Nguyễn Anh Tuấn ơi, hàng nhà em luôn ngon, ngon như em luôn, thật. Em không nói điêu đâu, em bán hàng nha, sâu cận cảnh cho anh hàng loại 1. Anh vào xem, toàn có 5 sao hết, H10 Ultra. Không có hàng loại 2 nhá. Đây, ví dụ như các shop khác ấy, anh nói cái câu đấy thì các shop khác nó hay có cái này này. HK10 Ultra có 299.000 thôi, thì là nó nhiều khi là hàng loại 2 đây. Có quay màu đen lóc và con T700. Anh ơi, hôm nay còn con màu đen nào không? T700. Em thì em có quay màu đen nhưng cái mặt nó không phải màu đen anh ạ. Thì anh chịu khó anh đợi đến mai đi. Mai hàng về rồi anh đặt tội gì anh? Không đi đâu mà vội cả. Nhà em bán hàng ấy, khách vừa lòng thì thôi. Ngày mai hàng về thì anh hãy mua. Đồng Nai giao 3 ngày em ạ. Ngọc Sơn, anh đợi phiên mai đi. Mai hàng T700 về full màu đen rồi anh đặt. Hatucha màu vàng gold đây ạ. Mặt màu vàng và anh lấy dây màu vàng luôn đúng không ạ? Sáng mai bên em sẽ gọi cho anh để chốt đơn. Lấy quay màu đen là được, thì cái mặt màu trắng quay màu đen được không ạ? Anh đưa cái T700 Pro màu trắng đây cho em. Đeo thử màu đen vào cho anh sơn xem nhá. Cái anh lấy cái T700 Pro trắng đi. Lắp dây vào đen vào xem là anh có ưng ý thì cho anh đặt. Anh cứ chọn màu trắng xong em tự thay dây màu đen cho anh. Được không anh Sơn? Đồng ý không? T700 Pro màu xanh ý, màu xanh cũng hết sạch luôn anh ạ. Chán vậy. T700S thì còn, nhưng mà T700 Pro thì nó hết cháy. Cháy hàng chỉ còn duy nhất một màu trắng đau chứ. Không thì anh đợi đến phiên mai mình mua. Mai em có lịch, hình như chiều mai về. Còn ai muốn hỏi đồng hồ lắp sim nhá, đồng hồ lắp sim độc lập thì em có cái con con K10. Ngày mai trong phiên live em sẽ về cái con đấy lắp sim, mà không cần không định vị, lắp sim độc lập luôn, nghe gọi như đồng hồ luôn ạ. Các chị gái thì quan tâm cái mã này cho em nhá. Em còn có 10 đơn nữa thôi là full đơn, 100 đơn mọi người tranh thủ ạ. Anh Ngọc Sơn này, cái con T700 Pro trắng đây này. Mặt màu trắng này mà kết hợp với dây màu đen anh có ưng không?
nó cũng đẹp, khá đẹp. Xanh lục vừa like xong em hết sạch rồi đấy. Máy gồm những gì ạ? Máy gồm này, đồng hồ này. Đồng hồ khi nhận về là nó sẽ như thế này mọi người nhá. Xong gắn dây vào cho em. Và có dây sạc như thế này. Phun bộ hộp, phun hộp cho em là được. Anh Tuấn nhá. Máy nào nó cũng thế, nó sẽ có dây sạc, có mặt đồng hồ, có dây đồng hồ rời. Và mình về mình gắn vào là được thôi. Đây ví dụ đây là H9 Pro này này, thì khi về là anh phải gắn dây nhá, chứ dây nó không gắn sẵn đâu ạ. À, thầy Xuyến ơi, anh muốn hỏi cái mã nào ạ? Mã nào giá bao nhiêu ạ? Em có nhiều mã quá, em không biết anh hỏi mã nào. Ví dụ con tay em đang cầm là 559.000 đây ạ. H9 Pro 559.000, còn cái con đang xoay xoay này cũng H9 Pro thêm dây thép thì là 619. Ngọc Sơn ơi, cái T700 nó không lắp được quay sắt. Chị có tiếc em đâu, bán được chị bán ngay. Bao nhiêu người hỏi như em rồi. Anh ơi tháo dây sắt cho em lắp thử cho các bạn xem. Cái quay sắt đi, cái dây thì nó vừa nhưng mà nó không vừa cái này này, nó không cài được vào trong cái này. Đó, cài được thì là mình bán được thì có phải lợi cho mình không? Đây này Sơn này. Kể cả cái size 38 thế, nó không vừa, nó cức mà. Nó kích ở đây này. Nó không đẩy vào được. Chứ còn cái quay thì nó vừa, dây vừa nhá. Mọi người đi đặt ở bên ngoài nó cũng không vừa đâu, cho nên là phải tìm hiểu. Dạ vâng ạ. Em sẽ liên hệ với anh để chốt đơn H10 Ultra nhá. Đó, không thể cài được, chứ nếu mà cài được thì mình đã bán cho các bạn rồi, mình giữ làm gì. Được chưa ạ? Đó, nó không vừa đâu, đừng cố em ạ. Lắp vào anh ơi. H10 559 đã 525, anh xem có hôm nay có mã giảm giá gì không? Đâu? 525 đâu em ơi? Hay là Khánh Huyền ơi, hay là em được mã giảm giá H10 Pro này nhà chị đâu? Anh đưa điện thoại lên cho xem, cho khách xem. Cái này nó sáng lên này. Đây này, H10 Pro chị vẫn bán đây này, 559 này em này. Thì chắc là em được cái mã mà TikTok shop nó cho em cái mã giảm giá thôi. Ví dụ em mua lần đầu ấy thì sẽ được, hoặc là em mua nhiều nó sẽ thưởng cho em cái mã giảm giá 30.000, chứ còn giá của nó vẫn như thế này. Chị không phải chị tự giảm giá đâu. Ừ đây chị ghim đây này. Ghim nhưng mà cái giá của chị nó vẫn là giá như này, nhưng mà chắc là đối với em thì em được thêm cái mã giảm giá ấy, Khánh Huyền. Nếu mà cái giá như thế, được ưu đãi cái giá như thế, mọi người tranh thủ đặt đi, vì nó không có cái giá này đâu. Bên mình bán hàng là cam kết là đồng hồ là rẻ nhất rồi. Đồng hồ cho bé đây ạ. Đồng hồ cho bé mọi người cứ mua cho em cái con Q12 này này. Giá 199 hoặc là Y92. Khánh Huyền check inbox rồi, ok em. Hoặc là Y92 đây. Y92 đây thì là hai cái dòng này là khá phổ biến. Còn để mà rẻ hơn thì mọi người mua Eco M16 250, hoặc là Q20. Q20 thì rẻ nhất, size nhỏ nhất cho em. Nhưng mà cái này không chống nước, và cái này riêng cái dòng này là lắp sim dưới hông, cạy cái gờ này ra và lắp sim bên hông nhá, chứ không phải là sim gắn bên này đâu. Đó, 180.000 đối với dòng này. Q12 giá 199.000, lắp sim nghe gọi, định vị, chụp ảnh, chống nước đầy đủ luôn. Đó, sim bên hông này, sạc 5 châm cho em, đầy đủ ạ. Còn Y92 thì nó dòng đồng hồ định vị, nói chung là không chê được cái gì. Loa tốt này, độ bền pin cao này, định vị chính xác, khá tốt. Đó, chị Kha Mỹ Ni nhá. Có ai hỏi thêm về mã gì không ạ? Để em tư vấn ạ. Review H10 mini đi chị. Đây, H10 mini đây nhá. H10 mini này có 3 màu này. 3 màu cho em, màu đen, màu bạc với màu xanh rêu cho em nhá. Đầy đủ 3 màu luôn ạ, được chưa ạ? Nó có cài đặt mật khẩu được này. Đây, cài đặt mật khẩu được này. Có thanh đa nhiệm này. Thanh đa nhiệm là gì? Tức là mình cài đặt nhanh được. Cài đặt nhanh được ở trên cái này. Có phông chữ nó rất là đẹp, có đầy đủ các tính năng này. Theo dõi sức khỏe,
đưa tay lên sáng màn hình này, cài đặt được chế độ rung, đầy đủ các tính năng khác như đồng bộ danh bạ, nghe gọi trực tiếp trên đồng hồ này, và có thể là nhận mọi thông báo nha, full thông báo Zlo, Facebook đầy đủ luôn. Ví dụ bấm nghe gọi trực tiếp ở trên này thoải mái luôn nhá. Đây, bấm số đi. Đó, bấm muốn nghe gọi được thì mọi người bấm cái Bluetooth này, bật Bluetooth lên. Bật Bluetooth lên để kết nối nhá. Còn không bật Bluetooth nó không kết nối đâu. Như này, bật cái chỗ này cho mình nhá. Tân loa nhá. Đồng hồ vàng xoay xoay là đang là con H9 Pro ạ. Đó, tân loa này có mua trong H10 mini trong phiên live được tặng một bộ dây nhá. Mình sẽ liên hệ để mà các bạn nhận dây thêm dây màu gì. Còn cái bản này á, nói thật là bản H10 mini này ấy, không chê được cái gì đâu. Không chê được cái gì ở nó đâu, cực kỳ đẹp cho nữ, cực kỳ xinh. Dũng đẹp trai ơi, inbox. Anh ơi, anh check tin nhắn anh Dũng cho em cái. Anh hỏi gì? H10 vàng chốt, Hương Nguyễn, H10 đây ạ. H10 vàng ấy ạ. Đây, H10 này anh lấy. Hương Nguyễn ơi, cái H10 của em không có màu vàng nhá. Nó chỉ có mỗi màu bạc với lại màu đen thôi. Thì chị lấy dây thép màu bạc hoặc là dây thép màu đen. Còn cái màu vàng á, màu vàng nó là H9 Pro, màn hình Super AMOLED cho em ạ. Đây là H9, đây là H10. H9 nó khác H10 ở chỗ là Nó có cái H9 là series 7, cái H10 là series 8. Anh Sơn ơi, anh Sơn còn đây không? Ngọc Sơn ơi, lắp quay màu đen đây. Quay màu đen đây nhá. Mọi người đợi em một nửa phút, em cho anh Sơn này anh xem cái con này đã. Để anh chốt, anh con đi chơi với người yêu. Đây. Đây anh ơi, quay màu đen. Được chưa ạ? Anh Sơn ơi, được chưa? Em đeo hẳn vào tay nhá. Cái này nó đang không vừa với tay em lắm đâu. Mà thôi cứ đeo lên cho anh xem cái hình thức của nó thôi. Đây. Đây ạ. Đó. Được không anh? Màu cam, đợi chị tí. Sạc nó như nào đây? Sạc đây. Tất cả đồng hồ ở đây nó sạc đều là sạc từ như này nhá. Hít 5 châm cực kỳ chắc cho mình. Đó, rất đơn giản, cắm cái đầu này vào củ sạc điện thoại này, không phải củ sạc nhanh đâu nhá, củ sạc điện thoại thôi. Đó, được chưa anh Sơn? Ok nhá, qua mã nào. Cảm ơn anh. H9 Pro hơn hay H10 hơn? H10 nó hơn về cái series chị ạ, nó hơn về cái series là series 8. Nó mượt hơn, còn H9 Pro nó lại có cái đẹp hơn là nó là màn hình Super AMOLED. Nó động như này. Đó, tùy mỗi người thôi, nhưng mà H9 Pro hay H10 Pro nó cũng đều là dòng đẳng cấp cả. Nó hơn nhau có mấy chục ngàn thôi, tùy mọi người ạ. Mã 11 đợi tí ạ. Ok Ngọc Sơn. Vâng ạ, em lắp luôn vào cho anh đây rồi. Em lắp luôn vào cho anh để nguyên đấy cho anh Sơn anh lấy rồi đấy. Chốt H9 vàng và H10 bạc. Dạ vâng, em cảm ơn chị Hương. Đeo đồng hồ này, đeo một cặp này, nam nữ đeo cực kỳ xinh cho em. Anh xem đơn của chị Hương có chưa. Mã 11 đợi em tí nào. T700S. T700S nha em. Đấy, lại nhớ ra con màu cam chưa nói cho khách. Đây ạ, T700S em có đủ màu cho em nhá. T700S thì có cả đen này, cả xanh, cả hồng, cả trắng cho em. Đầy đủ hết luôn. Có cả đỏ đô đấy mọi người ạ. T700S thì có 179.000 thôi. Cũng nhận full thông báo đầy đủ tính năng cho em. Không thiếu tính năng gì. Zlo, Facebook có đầy đủ hết chị nhá. T800 không có dây thép. Tất cả những cái dòng T800, T700 á, là không phải nhà em không có dây thép đâu, mà dây thép nó không thể vừa được. Đây này, cái dây thép nó vừa. Cái phần dây nó không phải là dây to, nhưng mà cái dây thép này nó thiết kế nó không vừa được cái phần rãnh anh ạ. Nó dày lắm. Hướng dẫn mã 11 lắp sim.